Vậy thì trong khi đó đó có một cái sự quyết định của để mà hạ thế vào ở tại thành Ca Tỳ La Vệ của Bồ Tát Hộ Minh ở cung trời Công Xích, thì ngay lúc bây giờ ở dưới thành Ca Tỳ La Vệ này, một hôm với một cái tâm từ bi rộng lớn, Hoàng hậu Ma Gia đến trước triều ca để mà xin với Tịnh Phạn Vương, mà một cái tinh thần từ thiện cao cả, cả thần dân trong nước phải tôn vinh, phải kính thờ với cái một cái tâm từ thiện ấy. Đức thầy chúng ta diễn tả lại cái đoạn này đó như thế này: lòng thương dân ví như con đỏ, tội giảm tha đói giúp cơm tiền, thấy dân nghèo trong lúc đảo điên, thấy dân nghèo lúc đảo đi trong lúc